Happy Thanksgiving quý vị. Hôm nay thì Amy lại đi chợ Hồng Kông Marketplace ở Cranberry cũng như Dallas nữa để mà chuẩn bị mua những cái món ngon về nấu bữa cơm gia đình đoàn tụ gia đình Thanksgiving. Hy vọng rằng quý vị cũng có thể vào chợ Hồng Kông cùng với Amy để chọn những món ngon trong tuần này, đặc biệt là tiếp tục weekly sales, weekly special cho Thanksgiving ở tại Hồng Kông Marketplace ở hai thành phố Cranberry cũng như Texas. Bây giờ chúng ta cùng vào chợ để chọn món ngon nha quý vị. Thì tuần lễ từ ngày 26 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12 sẽ có on sale là bún khô. Thưa quý vị, bún khô là 1 đồng 19 sen cho một gói. Rồi bột tempura, bột chiên giòn đó là 1 đồng 29 sen cho một gói 12 ounce. Tôm tươi 4 đồng 99 một pound. Cá butterfish là 2 đồng 69 một pound. Rồi khoai lang là 89 sen một pound. Cải bẹ xanh 99 sen một pound. Khoai môn là 59 sen một pound. Sả 99 sen cho một bó. Trái hồng giòn là 1 đồng 39 một pound. Và trái bầu là 59 sen cho một pound đó quý vị. Dạ, đó là tuần lễ từ ngày 26 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12. Trong cái tuần lễ mà Thanksgiving chuẩn bị đón holidays ở Mỹ này, hy vọng rằng quý vị có thể tìm thêm những món ngon ở tại chợ Hồng Kông Marketplace nữa. Và đặc biệt bây giờ chợ Hồng Kông Marketplace, nhất là ở Cranberry, là chủ chợ họ nâng cấp thêm, họ nâng cấp thêm những cái máy, nhất là những cái khu mà tính tiền để mà thuận lợi cho khách hàng không phải chờ lâu và tính tiền rất là nhanh gọn lẹ, cũng như là có nhập thêm nhiều cái mặt hàng ngon tươi cũng như là những cái món gia dụng. Bên cạnh đó thì ở tại Asia Times Square cũng như Hồng Kông Marketplace có những cái kiosk, những cái tiểu thương và food court nhiều mới lạ và vui nhộn để mà chúng ta có thể hang out ở đây. Mời quý vị đến Hồng Kông Marketplace ở hai thành phố Cranberry cũng như Dallas, và đặc biệt là tại Asia Times Square ở Cranberry, để vừa đi chợ, vừa shopping, vừa ăn uống cũng như là get together, sum họp với bạn bè, người thân. Và một lần nữa, Amy kính chúc tất cả quý vị có một mùa lễ Thanksgiving thật đầm ấm và vui vẻ bên người thân của mình. Amy xin chào quý vị. Bye bye.